Hello các bạn, tôi sẽ chơi Facebook để nói chuyện với các bạn nha. Tắt bình luận ở trên YouTube để cho các bạn chơi game show và trả lời những câu hỏi livestream của Tuyun ở trên này. Bây giờ Tuyun mới bắt đầu chơi Facebook trở lại và đang trả lời rất là nhiều tin nhắn của các bạn ha. Nhiều bạn là muốn đăng ký khóa học của Tuyun nhưng mà chắc chắn là sau khi hết Covid Tuyun sẽ đến Hawaii hoặc Florida ở Mỹ để hội ngộ với các nàng tiên cá trên thế giới. Tôi đã dành nhiều thời gian ở Việt Nam để làm việc, để dạy cho em làm tiên cá lắm rồi. Nên bây giờ tôi đã chuẩn bị cho kế hoạch sau khi hết Covid, ngày phán xét của quỷ thần ở Việt Nam sẽ trôi qua. Còn việc tương lai các bạn không bảo vệ thiên nhiên và động vật thì sự phán xét ấy sẽ càng to lớn hơn nữa. Bây giờ tôi sẽ cố gắng trả lời rất nhiều tin nhắn của các bạn nha.